Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát triển nuôi trồng thủy sản, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ninh Bình. Nghề đan cói ở xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tạo việc làm cho nhiều lao động. Bắc Ninh ngăn chặn Hội Thánh Đức Chúa Trời xâm nhập vào trường học. Hiệu quả giáo dục trẻ mầm non và hoạt động học và chơi ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, một số diện tích vải thiều u trứng ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương hiện đã đẫy cùi. Dự kiến vào khoảng 20 tháng 5 sẽ cho thu hoạch. Đây là đợt vải sớm được thu hoạch đầu tiên trong năm nay. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Hà đã khuyến cáo nông dân ngừng phun thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch vải 10 đến 15 ngày và không nên thu hoạch khi vải còn xanh. Vải u trứng được trồng ở một số xã khu Hà Đông như Thanh Bính, Thanh Cường, Trường Thành được đánh giá là quả to, chất lượng cao hơn những năm trước. Phát huy lợi thế, có nhiều ao, hồ đầm và ruộng trũng, những năm qua, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã không ngừng mở rộng diện tích nuôi thả thủy sản. Hướng đi này mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã giúp nhiều hộ dân làm giàu trên mảnh đất quê hương. Toàn huyện Phù Cừ có khoảng 800 hectare nuôi thả thủy sản, trong đó các xã có diện tích nuôi thả thủy sản lớn là Quang Hưng, Phan Xào Nam, Tống Phan và Tống Trân. Người dân chủ yếu nuôi thả các loại thủy sản truyền thống như cá chấm, trôi mè. Ngoài ra, một số hộ còn mạnh dạn nuôi những giống cá mới như cá chép vàng, cá chép lai V1, cá chim trắng. Những giống cá này được đánh giá là cho chất lượng thịt thơm ngon, có giá bán bình quân cao gấp 1,5 lần so với các loại cá truyền thống. Tiêu biểu như trang trại nuôi cá chép lai V1 và cá chép vàng của gia đình anh Lưu Quang Dũng, trang trại nuôi cá chim trắng của gia đình ông Lê Văn Trọng ở xã Quang Hưng. Bình quân mỗi năm, các diện tích thủy sản cho sản lượng khoảng 6.500 tấn với giá trị kinh tế hơn 100 tỷ đồng. Với lợi thế là huyện ven biển, phát triển nuôi trồng thủy sản đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hàng năm, việc mở rộng diện tích và ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực này không chỉ tăng năng suất mà còn mang lại thu nhập cao cho người dân, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Năm 2018, diện tích nuôi thả vụ 1 toàn huyện là trên 2.100 ha, tập trung ở 3 xã Kim Hải, Kim Đông và Kim Trung. Trong đó, diện tích nuôi tôm sú quảng canh cải tiến là gần 2.000 ha, còn lại là diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp, bán công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản toàn huyện đạt trên 7.000 tấn. Trong đó, ngao là 6.600 tấn, tôm rảo là 38 tấn và tôm thẻ chân trắng là 48 tấn. Bình quân mỗi hecta cũng thu lại trên 100 triệu đồng. Ngoài thu nhập từ nuôi trồng thủy sản, hiện nay nhiều hộ dân cũng đã tìm tòi nghiên cứu để sản xuất con giống, qua đó cũng đã quản lý tốt về chất lượng con nuôi, giảm thiểu dịch bệnh. Để phát triển thủy sản theo hướng bền vững, nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã huy động, thu hút nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển theo hướng hàng hóa. Đồng thời khuyến khích mở rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, phát triển thêm diện tích nuôi theo mô hình bán công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Thời gian qua, mô hình đan cói truyền thống đã góp phần xây dựng nông thôn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định phát huy hiệu quả. Tham gia mô hình, các hội viên đã nâng cao mức thu nhập. Cách đây hơn 30 năm, nhân dân xã Xuân Phong nói chung, làng Thọ Vực nói riêng đã có nghề đan cói với sản phẩm đa dạng. Cùng với sự phát triển của xã hội, các sản phẩm từ cói không phù hợp và được thay thế bởi cặp da, bao bì, túi ni lông. Tuy nhiên, thời gian qua, các sản phẩm gió cói để sử dụng làm đồ dùng hàng ngày trong gia đình vừa đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa thân thiện với môi trường, được người dân đón nhận và sử dụng trở lại. Từ nhu cầu thực tế đó, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp khôi phục nghề đan cói. Qua kết quả thực tế cho thấy, đan cói phù hợp với điều kiện sức khỏe của chị em phụ nữ. Gió được bán với giá từ 38.000 đồng đến 50.000 đồng một sản phẩm, có kích thước từ 38cm đến 42cm. Bình quân mỗi người làm được từ 3 đến 5 cây gió một ngày, với thu nhập từ 100 đến 120.000 đồng một người một ngày. Từ thu nhập của nghề đan cói, nhiều hội viên phụ nữ đã có thêm thu nhập, cải thiện đời sống, tạo điều kiện chăm sóc nuôi dạy con cái tốt hơn. Năm 2018, nhà máy gạch men Mikado thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng, khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã đưa dây chuyền sản xuất gạch ốp lan công nghệ mới vào sản xuất với nhiều khâu quy trình được tự động hóa.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường vật liệu xây dựng cũng như đáp ứng yêu cầu về chất lượng hàng xuất khẩu, năm 2017, nhà máy gạch men Mikado đã đổi mới công nghệ, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Vosslan với kích thước 800 x 800mm, công suất 3 triệu mét vuông một năm. Đây là dây chuyền được tự động hóa ở nhiều khâu, đặc biệt là những công đoạn có công việc nặng, máy móc đã dần thay thế sức lao động con người. Từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã sản xuất và cung ứng ra thị trường trên 3 triệu mét vuông gạch men ốp lát các loại, đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng. Trong đó, 40% sản phẩm gạch men của nhà máy được xuất khẩu đi thị trường, các nước thuộc khu vực ASEAN, Trung Đông và một số nước châu Âu. Nhà máy thu hút và tạo việc làm cho trên 600 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 5,5 triệu đồng một người một tháng. Năm 2018, nhà máy gạch men Mikado dự kiến sản xuất trên 9 triệu mét vuông gạch men ốp lát các loại, phấn đấu đạt doanh thu từ 600 tỷ đồng trở lên. Trước diễn biến phức tạp của Hội Thánh Đức Chúa Trời đã và đang có xu hướng tác động xấu vào trường học, cuộc sống, gia đình, giáo viên và học sinh. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã ban hành công văn về việc phòng ngừa ngăn chặn tuyên truyền, phát triển đạo trái phép trong học sinh, sinh viên, mà cụ thể ở đây là Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ngay khi có hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động lên kế hoạch bằng nhiều giải pháp thực hiện giáo dục, tuyên truyền đến các em học sinh. Đây là một trong những buổi phát thanh trong bản tin radio của trường Trung học phổ thông Yên Phong 1, huyện Yên Phong. Buổi phát thanh bắt đầu lúc 6 giờ 45 phút sáng hoặc trong những giờ ra chơi giữa các buổi học. Và trong gần khoảng một tháng trở lại đây, đều đặn mỗi tuần từ 4 đến 5 buổi, ngoài những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nội dung phát thanh được ưu tiên tập trung thông báo học sinh cảnh giác với hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời, hoạt động được coi là tà đạo, trái với văn hóa truyền thống đạo đức dân tộc Việt. Không chỉ thông báo trên hệ thống loa phát thanh nội bộ, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, đặc biệt là trong mỗi buổi chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, ban giám hiệu, ban chấp hành đoàn thanh niên nhà trường cũng tổ chức lồng ghép tuyên truyền về hoạt động trái phép của tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời đến cán bộ giáo viên, nhân viên, đặc biệt là các em học sinh trong trường học, từ nguồn gốc hội thánh, cách thức tuyên truyền, lôi kéo đến các biện pháp cảnh giác của học sinh nếu vô tình bị lôi kéo và lợi dụng. Cùng với trường Trung học phổ thông Yên Phong 1, trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiều cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động kế hoạch tuyên truyền, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc truyền đạo trái phép liên quan đến hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời đối với học sinh, sinh viên ngay tại cơ sở trường học. Đối với giáo viên chủ nhiệm thì chúng tôi cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm là có quan tâm đặc biệt hơn để phát hiện ra những cái trường hợp học sinh mà có cái biểu hiện, có cái diễn biến, chúng tôi kịp thời ngăn chặn. Còn đối với bảo vệ nhà trường thì chúng tôi yêu cầu là trong cái thời gian này phải quan tâm đặc biệt đến những cái hiện tượng là người lạ ra vào trường. Phải, nếu phát hiện ra điều gì phải báo ngay cho chúng tôi. Và để kịp thời ngăn chặn phòng ngừa tà đạo xâm nhập trong trường học, các cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên, qua đó góp phần rất lớn giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức hiểu biết về tà đạo và có biện pháp chủ động phòng tránh hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, công tác xã hội hóa giáo dục được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đẩy mạnh thực hiện. Tại mỗi địa phương, nhà trường đã linh hoạt vận dụng để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục phù hợp hiệu quả. Đến nay, công tác xã hội hóa giáo dục đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định tại xã Trực Nội, huyện Trực Ninh. 5 năm qua, dãy phòng học mới 3 tầng khang trang của trường tiểu học Trực Nội đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, xóa bỏ hoàn toàn những lớp học không đủ tiêu chuẩn về chất lượng và độ an toàn. Đây là kết quả từ sự vận động của nhà trường và chính quyền địa phương, kêu gọi doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Cơ sở vật chất cũng là một điều hết sức quan trọng trong các cái tiêu chí của giáo dục. Chính vì vậy mà từ năm mà được đầu tư đến giờ 2010 thì nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường xanh sạch đẹp an toàn và trường học có thư viện đạt chuẩn, trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3. Trường mầm non xã Trực Nội đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Với sự đóng góp của người dân địa phương và hỗ trợ của chính quyền địa phương, cơ sở vật chất của trường được đầu tư nâng cấp. Khu nhà đa năng mới được xây dựng từ nguồn xã hội hóa là nơi để học sinh trong trường vận động vui chơi tách biệt với khu lớp học. Để có thể thu hút được nguồn xã hội hóa,
Các hạng mục xây dựng của nhà trường được tập trung chủ yếu phục vụ hoạt động học tập, vận động của học sinh. Mọi khoản đóng góp của nhân dân luôn được nhà trường công khai, minh bạch. Trong điều kiện nguồn ngân sách hỗ trợ giáo dục của địa phương còn khó khăn, công tác xã hội hóa giáo dục là việc làm thiết thực. Hiệu quả từ hoạt động xã hội hóa giáo dục tại trường nội trong thời gian qua đã được khẳng định với việc hệ thống trường lớp ngày càng được quan tâm đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường học tập, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và nâng cao. Sau gần 2 năm triển khai chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã có những chuyển biến rõ nét thông qua việc đổi mới hoạt động, học và chơi ở môi trường trong và ngoài lớp học đã giúp trẻ tự tin, năng động và phát triển nhân cách toàn diện. Ở huyện Thanh Miện, chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã được phòng giáo dục chỉ đạo và triển khai tới 100% các trường mầm non trong huyện. Trường mầm non xã Chi Lăng Nam đã căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện của trường để xây dựng môi trường trong lớp. Đồng thời, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh sưu tầm phế liệu, phụ liệu, làm được nhiều đồ dùng đồ chơi, học liệu và các phương tiện đặc chủng tại các hành lang và góc lớp. Đặc biệt, phần trang trí nhà trường chú trọng đến cỏ cây, hoa lá với màu sắc sinh động, những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu để giúp trẻ trải nghiệm, khám phá. Trên đây là 2 trong số nhiều trường ở Thanh Miện đạt hiệu quả tích cực trong triển khai chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đánh giá chung đến nay, huyện Thanh Miện khẳng định, nhờ đổi mới trong xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài lớp học nên các hoạt động vui chơi và học tập của 20 trường mầm non trên địa bàn huyện đã gặt hái được nhiều thành công. Các hoạt động ở các nhà trường không bị gò bó và đều mang tính mở, giúp trẻ khám phá, trải nghiệm và thực hiện bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu tâm lý và khả năng phát triển của trẻ mầm non. Tạo sân chơi trí tuệ, khơi nguồn sáng tạo trong học sinh để giúp các em phát huy hết khả năng làm chủ khoa học công nghệ. Trong quá trình học tập, giúp các thầy cô giáo đổi mới phương pháp dạy học là mục đích của cuộc thi Sáng tạo khoa học. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình năm 2018. Máy báo lũ lụt là một sáng chế của học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Thái Hồng, huyện Thái Thụy, có thể ứng dụng vào thực tiễn. Theo em Vũ Tuấn Huy, các em nghiên cứu sản phẩm này nhằm phục vụ cho chính gia đình và các hộ dân ở địa phương mình trong quá trình nuôi thủy sản. Trong thực tế, rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những tổn hại kinh tế về môi trường, nhất là bão lụt ở địa phương. Em nghĩ ra sản phẩm này để phòng chống những thiệt hại do lũ và lụt. Năm nay, nhiều sản phẩm tham gia hội thi thường bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Các em đã chú ý tới việc ứng dụng kiến thức học trên lớp vào nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, nội dung thi robotics của các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở diễn ra gay cấn, sôi nổi. Sáng tạo khoa học quy tập chính là cái môi trường thực hành để vận dụng những cái điều mà các em đã làm được. Đồng thời là cái hội thi này nó còn có một cái ý nghĩa rất lớn nữa, đó là cái cơ hội để cho các đơn vị được trao đổi, được chia sẻ, được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình tổ chức thực hiện cái câu lạc bộ khoa học kỹ thuật ở các nhà trường. Duy trì tốt hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật hàng năm, ngành giáo dục huyện Thái Thụy đã tạo được phong trào thi đua sáng tạo, một sân chơi trí tuệ lành mạnh thiết thực cho tất cả các bậc học, các nhà trường trên địa bàn. Hội thi góp phần đổi mới phương thức dạy và học, phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo của học sinh nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị thiết thực trong sản xuất và đời sống. Sau các cuộc thi cấp huyện, thành phố, 8 chỉ huy đội xuất sắc và hơn 100 đội viên tiêu biểu đã được lựa chọn để tham gia liên hoan nghi thức và chỉ huy đội giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2018. Các thí sinh đã lần lượt trải qua các phần thi trắc nghiệm thực hành nghi thức đội, thi thực hành nút dây, kỹ năng truyền tin, thuyết trình và phần thi năng khiếu. Mặc dù có nhiều nội dung mới so với năm 2017, thế nhưng các em đều xuất sắc hoàn thành các phần thi. Trong những năm qua, liên hoan nghi thức và chỉ huy đội giỏi đã trở thành một sân chơi bổ ích giúp các em có cơ hội để trao dồi kiến thức, kinh nghiệm trong công tác đội. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để giáo dục bồi đắp thêm cho thế hệ trẻ truyền thống vẻ vang của dân tộc, phát huy và rèn luyện tính tập thể, tinh thần kỷ luật, góp phần xây dựng tổ chức đội ngày càng phát triển. Thánh Đức Quý Minh Đại Vương, theo truyền thuyết dân gian, là một trong 3 anh em, 3 vị tướng, đã được phong thánh gồm Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Cao Sơn và Đức Thánh Quý Minh,
Ngài là người có công chiêu dân lập ấp, trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước thời vua Hùng Tệ Vương. Các triều vua sau này ban sắc phong là Thượng Đẳng Thần. Ngày nay ở nhiều nơi, Ngài trở thành hoàng làng, vị thần núi nổi tiếng trong tâm thức dân gian. Tại đền Nội Lâm ở khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình, hàng năm vào ngày 18 tháng 3 âm lịch đều diễn ra các nghi thức tâm linh độc đáo tưởng nhớ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương. Quần thể di sản Tràng An là một khối núi đá vôi, liền khoảnh và được bao bọc bởi các dòng sông. Chính sự thơ mộng và huyền bí này đã tạo nên một không gian thiêng liêng thờ thần núi. Giữa những thung nước trong xanh, với bốn bề là núi non hùng vĩ, đoàn rước rồng, thuyền chở kiệu cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia vào nghi lễ rước nguồn nước thiêng từ dòng sông Sảo Khê về đền thờ Ngài. Tiếp đó, nghi thức thả cá phóng sinh, một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn của người dân đất Việt, đã được đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng. Hòa vào dòng người hành lễ, mọi người cùng cầu mong mưa thuận gió hòa, cây cối đơm hoa kết trái, cuộc sống tốt lành, nhà nhà hạnh phúc, đất nước thái bình, hưng thịnh. Đền Nội Lâm, nơi thờ Thánh Quý Minh Đại Vương, còn gọi là Đền Trần, nằm trên một ngọn núi cao, giữa khu rừng nguyên sinh độc đáo của vùng lõi Tràng An. Đền được vua Đinh Tiên Hoàng xây dựng vào thế kỷ thứ 10, với mong muốn mượn uy danh của Thánh để trấn trạch theo bốn hướng, Đông, Tây, Nam, Bắc, tạo nên nét văn hóa hoa lư tứ trấn của kinh đô xưa. Ngôi đền cũ bằng gỗ do Đinh Tiên Hoàng đế xây dựng đã đổ nát và nhà Trần cho xây dựng lại, chủ yếu bằng đá xanh nguyên khối với nhiều hoa văn chạm nổi và còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Năm 1908 thì các dòng tộc họ Chu, họ Vũ, họ Đinh, họ Lê đã tức là di chuyển ngôi đền từ vị trí này về vị trí hiện nay mà chúng ta đang thờ phụng. Khi mà chúng ta nạo vét với dưới cái lòng thung này để đưa vào khai thác tiềm năng du lịch thì chúng ta thu lượm được rất nhiều các cái hiện vật cũng như cổ vật, kể cả là những cái bát, cái đĩa hay cung tên giáo mác hay là những viên gạch lát nền cung điện của nhà Đinh. Tín ngưỡng thờ Thánh Quý Minh Đại Vương nói riêng và thờ thần núi nói chung thể hiện nét đẹp văn hóa, truyền thống của cha ông để bảo vệ môi trường sống núi rừng, phát triển kinh tế du lịch dựa trên nền cảnh thiên nhiên tươi đẹp, gắn kết với văn hóa tâm linh là di sản của hôm nay truyền lại cho những thế hệ mai sau. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần làm đa dạng các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian trong thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ quan họ, thì ngành văn hóa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đã quan tâm đến sự phát triển của các câu lạc bộ chèo. Qua đó đã góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của miền quê văn hiến Bắc Ninh, Kinh Bắc. Để đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ chèo, trong thời gian qua, ngành văn hóa huyện Quế Võ đã giúp đỡ các câu lạc bộ trên địa bàn nâng cao về kiến thức chuyên môn trong việc luyện tập và biểu diễn chèo, cung cấp địa điểm, cơ sở vật chất để các câu lạc bộ có không gian tập luyện. Ngoài những ngày lễ lớn trong năm, phòng văn hóa huyện còn tổ chức các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ định kỳ hàng năm, để từ đó tạo điều kiện giúp đỡ thúc đẩy các câu lạc bộ chèo ngày một phát triển. Để góp phần làm đa dạng loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian thì việc đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ chèo là vô cùng quan trọng. Nó sẽ góp phần tạo ra những sân chơi bổ ích cho người dân, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống lâu đời mà ông cha ta đã để lại. Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, thành phố Nam Định xác định trọng điểm mùa mưa bão trên địa bàn là khu vực đê ống bò Ngô Xá, xã Nam Phong và diện nhà nguy hiểm thuộc sở hữu nhà nước. Theo giả soát của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Nam Định, trên địa bàn thành phố Nam Định hiện có tổng số 620 hộ với 1.768 nhân khẩu. Ở nhà thuộc sở hữu nhà nước cần phải di chuyển khi có bão lụt xảy ra. Trong đó tự di chuyển có 19 hộ với 64 nhân khẩu, còn lại 601 hộ với 1.704 nhân khẩu phải di chuyển theo phương án chung đã được thống nhất hiệp y với các phường xã và Phòng Quản lý Đô thị, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Nam Định. Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Nam Định, hầu hết những căn hộ cho thuê đã hết niên hạn sử dụng. Do vậy, phương án phòng chống lụt bão, ngoài việc thông báo cho các hộ tự di chuyển khi có tình huống xảy ra,
còn phải tập trung chủ yếu phương án sơ tán, di dân cho các dạng nhà đặc biệt nguy hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.